<laughs> à. Ba chưa thấy hoa, mau đi với chúng tôi. Sa sao anh biết được chứ? Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ. Như xin đã. Bà có quyền giữ im lặng như những gì bà nói Có thể làm bằng chứng chống lại bà trước tòa chi à, Tốt nhất bà nên im lặng Nói mẹ biết Con không làm vậy đi Không phải không Mẹ à Con xin lỗi Không được Không được Không phải như vậy Nói con không làm như vậy đi Mẹ ơi Hãy nói là con không làm đi bà có quyền mời luật sư biện hộ chúng ta đi thôi dương chi nha dương chi dương chi nha dương chi nha không đúng không con không báo cảnh sát bắt mẹ đúng không không phải phải không cô dương chi dương chi nha dương chi nha Phim được chiếu thuyết minh tại chiêu hay chấm im. Tôi là Kim Sức Khun giám đốc công ty du lịch. Đại lý của tôi đang hợp tác với bên anh làm sự kiện tiếp thị. À, tôi có nghe nói, nhưng mà anh trẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi bắt đầu làm việc từ lúc còn rất là trẻ. Vì ba của tôi không ai nên mất sớm. Tôi đã hiểu. Nhưng mà Nhìn mặt anh rất giống với bà của anh. Tôi cũng giống bà của mình Alo, luật sư Kiếm. Mẹ của anh đã bị cảnh sát bắt rồi. Tôi biết rồi. Tôi tới liền đi. và nhân phòng 306 có dấu hiệu không ổn định. Gọi giáo sư đi. Dạ. Phòng 306 hả? Bác sĩ ơi! mới đồng tiền! Dạ. dạ! Dạ đây bác sĩ! Năm mươi chút! Sức à! Sức khuôn! Trần Thế Hoa đã cướp đi cuộc đời của con! Bây giờ con muốn lấy lại Junho uh, à Mẹ Con muốn quay về Nơi ngày xưa con từng ở Anh nói vậy là sao Anh muốn quay về Bên cạnh em hơn xua Junho à Anh nói ra mà không hề thấy vô lý hay sao hả ha, anh Junho đồ trên à Con đừng có nóng giận đây không phải vấn đề đơn giản đâu vì cô liên quan tới rất nhiều người Con không thể nói như vậy được Junho Chuyện này không đúng à, 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 Mọi người bình tĩnh đi đã à, à, Con không đòi hỏi phải quyết định ngay đó chứ Junho à, Sao phải lãng phí thời gian Mình chỉ cần nghe quyết định của Hơn Xu thôi Mẹ cười quá à. Đừng có làm khó Hơn Xu nhà mình vậy mà mẹ Hơn Xu à Con muốn gì thì cứ nói thẳng đi có chuyện lớn rồi. Ờ, ừ. rồi. hả? sao cậu lại tới đây ừ. nữa vậy? Có chuyện gì? Chờ chờ Thơ Hoa đã bị bắt rồi. Hả cái gì Trời ơi, bị bắt rồi hả? Đúng vậy đó. Ừ. Trời đất ơi vậy làm sao? Là ai nói vậy Trời đất ơi tôi đọc trên báo mà cô gái bà ta báo cảnh sát bắt bà ta luôn. Là giờ chiên sao? vậ chi nè anh à có chuyện gì vậy con Giờ chi nè con không sao chứ mẹ ơi mẹ con sẽ ra sao hả con đã báo cảnh sát bắt bãi <laughs> mẹ biết nghe mẹ đừng dằn giặt mình nữa con thấy có lỗi con cảm thấy rất có lỗi với mẹ con bảy năm trước khi xảy ra tai nạn tàu han jun ho đã bị mất tích anh ấy trở thành người thực vật còn ba của anh ấy thì chết trên biển bà đã trả tiền rồi sai khiến nam chu gây ra tai nạn tàu đó sở dĩ bà giết chết anh ta bởi vì bà muốn tránh đối chất với anh ta trong vụ giết Kim Chun Dông. Sau đó, thuyền trưởng của Tàu đã cho chúng tôi lời khai là ông ấy đã thấy. Anh Nam ra khỏi con Tàu, vào đúng cái ngày xảy ra tai nạn. Bà, bà đang luyện tập giữ im lặng hay sao vậy? Điều này không giúp gì cho chủ án của bà đâu. Hả? Bà nên biết rõ là nếu như bà tiếp tục giữ im lặng không trả lời thì chỉ thêm tội mà thôi gọi luật sư của tôi đi <cười> <cười> luật sư của bà không thể giúp gì cho bà lần này hết chúng tôi đã có rất đầy đủ nhân chứng vật chứng ở đây bà không thể thoát được tội đâu đừng có nói nhảm nữa đưa luật sư của tôi tới đây đi lúc đó tôi sẽ thú nhận hết bà bà vừa nói thú nhận sao thật là điên rồi. lỡ như bị phát hiện thì sao à, anh ơi anh ơi ờ, sao vậy à, tôi tôi có thể về nhà đợi được không vậy hả Tôi nghe nói là giúp đỡ người thân trong gia đình thì không có tội mà anh. Đó là tội nhưng không bị pháp luật trừng trị thôi. Sa, sao cũng được hết á. Nếu như bà chồng tôi phát hiện thì thì thì, thì tôi sẽ tiêu đợi luôn anh. Cô xảy ra. Nè cô Can à, chuyện nhỏ thôi. Anh im lặng giùm tôi đi. Bà chồng tôi sẽ giết tôi chết mất á. Nếu bây giờ ông ấy biết tôi ở đây thì chết luôn. Sao bây giờ? Tôi nghĩ là ông ấy biết rồi đó. Hả? Xê-ra, con làm gì ở đây vậy ủa sao con lại ở đây vậy có chuyện gì vậy à, chuyện đó chuyện, chuyện đó dạ th thật ra cô ấy bị bắt trong lúc cố gắng chuyển tiền cho trên Thế hoa để giúp bẫy chạy trốn <laughs> cái gì sera à, dạ chuyện chuy 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 chuyện đó Yeah. <laughs> à. <cười> Mình tâm trạng của em cực kỳ tốt luôn đó. Ở đây đẹp quá đi ạ. À. Quá tuyệt vời luôn. <laughs> Mấy ngày gần đây em buồn vì Sera bị đuổi ra khỏi nhà Homa, cho nên anh muốn làm chuyện này để cho em vui đó. Yeah. À, trời ơi cái chân tôi Mặc dù là Kang Bung Ho anh có rất nhiều khuyết điểm Không thể chịu nổi Nhưng vì tính cách tốt đẹp này của anh Nên em mới sống cùng với anh đó <laughs> Anh có tính <tiếng> tốt gì <laughs> à, à. Anh rất là đáng yêu <laughs> Mình phải ở cạnh <laughs> nhau như một gia đình Vợ chồng của mình à, Với Sera Và cả Sung Chi nữa nhất định Phải sống thiệt hạnh phúc Anh sẽ nói chuyện với anh đọc xích Thật sao ừ. Đúng là cần buông hụ là số một <laughs> số một à, mình à em nên nói lớn hơn chút chơi à, à, lớn sao nói đi nói đi cần buông hụ là số một à, thì vẫn chưa có đủ lớn lớn hơn nữa đi một hai ba cần buông hụ là số một khi đi giả ngoại đem theo công cuộn là tốt nhất à. đúng rồi <laughs> em mất cả ngày để làm cho anh đó ôi <laughs> nè nè à... <laughs> hình như bà ta bị bắt rồi cái đồ nhà giàu độc ác đó bị bắt rồi á con dâu của bà ta cố gắng giúp đỡ nhưng họ bị bắt rồi thật là không thể tin được mà chờ chút gì á nè người mà hai người đang nói tới có phải trên thê hoa không nhỉ Ờ Con dâu bà ấy nó, nó, nó đã làm gì cô biết không hả Cô ta đưa tiền cho mẹ chồng Giúp bà ấy chạy trốn đó Ờ hả? Mình à, Thê Hoa có hai đứa con dâu Người có thể đưa tiền cho Thê Hoa thì Chỉ có xây ra nhà mình thôi Hả, hả? Dạ thưa ba con, con, con chỉ làm chuyện mà mẹ kêu con làm thôi mà ba tại tại bà ấy đe dọa con trước con con sợ quá. vậy đáng lẽ con phải báo cảnh sát mới đúng chứ sao con có thể báo cảnh sát bắt bà ấy được chứ ba đâu phải ai cũng cứng rắn được như dơ chiên sera sao con có thể làm như vậy trước mặt dơ chiên không sao đâu mẹ chị ấy nói đúng mà con con hối hận lắm rồi ba ơi, con con sẽ cắt đứt quan hệ với mẹ liền. C con xin bà tha thứ cho con đi nha ba. Ba không thể tha thứ cho con được. đừng bao giờ bước chân vào nhà này nữa. Đời ba. xin sì sì ra, xin ra. xin sì 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 nè xin ra, tại sao con lại đưa tiền cho thế hoa chứ? con <laughs> xin lỗi anh nha. À. Nhiều lần tôi đã vì cậu mà tha thứ cho con bé Nhưng lần này tôi không thể làm vậy nữa à, Dạ con bé chưa chín chắn đâu anh à Tất cả là lỗi của tôi Con bé không làm gì sai hết mà anh Rõ ràng là cái bà thê hoa đó Đã dùng chiêu đe dọa con bé Nên nó mới sợ mà làm theo thôi Đúng rồi á mẹ Bà ấy làm con sợ lắm Con ơi. Im lặng đi Mẹ thật là nhẹ nhõm khi thầy Hòa bị bắt rồi. ha Thế nào bà ta cũng bị đi tù mọt gông cho mặt coi. Bà ta sẽ bị đi tù thôi. Làm việc ác quá mà. Nhưng mà chắc Đu Chuyên buồn lắm đó, Vì bà ta làm mẹ cậu ấy. Đủ rồi. Đừng nhắc tới Đu Chuyên nữa. Mẹ à. Chúng ta nói chuyện đi. Mẹ định làm cái gì đây? Mẹ nói thẳng đi. Nói chuyện gì? Về Jun Ho đó. Cậu ấy muốn quay lại với Hân su nhà mình kìa. Con cũng biết chuyện này bất công với cậu ấy ra sao mà. Nó muốn quay về với gia đình mình là lẽ đương nhiên thôi Con biết mà Bản thân con cũng thấy Có lỗi với cậu ấy lắm Nhưng mà mẹ có nghĩ Tới cảm xúc của Han Su hay không vậy hả Han Su Vẫn còn yêu Du chi nhiều lắm Mẹ ơi Bà ơi Con cũng thấy có lỗi với lại Jun Ho lắm Dù sao anh ấy vẫn là ba của Han Son Và anh ấy không còn nhiều thời gian để sống nữa đâu bà Nhưng mà con Bà ơi Hả đó là giọng của Junho hô mà hả vinh hô à sao anh lại vinh hô tới rồi hả con con tới rồi bà à, con 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 đem cái gì vậy con đã nói với mọi người rồi con sẽ chuyển về đi à, hôm nay con chuyển vào luôn hả con à. đúng rồi con quyết định đúng đó bà đã chuẩn bị phòng ốc cho con luôn rồi Cảm ơn bà Thôi vào trong soạn đồ đi con À không à, à, con nên ăn tối trước đã Đi chuẩn bị đồ ăn cho Junho đi Chúng ta vào trong thôi vào nhà ừ, với bà ừ, Nhanh lên ừ, đi 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 Vào ừ, nhà đi con kệ họ ừ, ừ, ừ. Bây giờ chúng ta biết phải làm sao đây <laughs> ờ, ừ, Làm sao đây Honsu thấy sao trước khi vào tsk hân Su đã làm việc ở đây bà đã kê giường ngủ cho con khi ăn thì con cứ vào trong nhà con cảm ơn bà nhiều lắm con lo soạn đồ đạc của con đi rồi nghỉ ngơi đừng có suy nghĩ gì hết dạ Yun hô à anh đang làm cái gì vậy ơi ừ, con hỏi cái gì kỳ vậy bà kêu cậu ấy dọn vào ở đó bà bà để con nói chuyện với hân xu đi à, được thôi bà hiểu rồi à, đừng có trách nó hình như em có vẻ không vui em rất khó chấp nhận chuyện này anh chỉ muốn lấy lại những gì mà anh đã mất thôi hồ à chuyện này cũng làm em đau khổ em có thể tưởng tượng những chuyện khủng khiếp mà anh đã phải trải qua em hiểu là anh đã cô đơn tới mức nào mà không đâu em không hiểu em không biết là anh nhớ em tới chừng nào đâu chịu đựng ra sao khi nhìn thấy Du chin ở bên cạnh của em anh muốn lấy lại cuộc sống của mình là lẽ đương nhiên thôi nhưng chuyện này vẫn là sai trái bởi vì em em vẫn còn yêu Du chin phải không đúng vậy anh không quan tâm anh sẽ chờ số của anh làm sao vậy hả anh biết chuyện này là không đúng mà hơn xua anh muốn nói cho em biết là anh Chờ một chút alo tôi gọi từ bệnh viện hàn quốc báo tình hình của anh kim sức hôn cô nói đi anh ấy tỉnh lại rồi sao anh đang làm gì ở đây vậy anh không nên ở chỗ này đâu tôi mừng vì cậu đã tỉnh lại tại sao anh lại làm vậy tại sao anh không nói tôi biết tại sao nè cậu làm cái gì vậy hả nè anh được xía vào biết anh ấy là ai rồi nếu muốn bảo vệ hay sao Cái gì Anh Jun Hồ Tôi xin lỗi Xin lỗi Quý hoại cuộc đời của tôi rồi Bây giờ xin lỗi Tôi không thể tha thứ cho anh Nhiều hơn chân thể hoa được đâu Anh biết chưa Đáng lẽ anh nên chết đi cho rồi Hà vô Thu Tôi tự hỏi điều gì đã làm cho anh xấu xa tới như vậy nhưng chắc là do anh giống như ba ruột của mình ông ta vừa đe dọa mẹ anh rồi lấy anh ra để lợi dụng còn em trai của anh thì lừa dối tôi để trả thù cậu đã nói cái gì vậy hả anh nên đi hỏi em trai của anh sức hôn đi nhờ cậu ấy mà đứa em trai cùng mẹ khác cha của anh cũng sẽ đau khổ vì chuyện này đó Cái gì? Cậu ta đang nói tới đủ chi nên sao? Cả ngày này em không liên lạc được với anh Anh đã ở đâu vậy hả? Anh định đi thăm coi Kim Sức Hun ra sao có ấy bị thương vì gia chinh mà Ít ra anh cũng nên đi thăm hỏi Em rất mừng vì anh ấy tỉnh lại rồi Còn tình hình của mẹ thì sao <laughs> Em không biết nữa Mẹ đã từ chối gặp em rồi anh à Anh nghĩ bậy đã biết Em sẽ chọn ba chứ không phải là mẹ đâu Sao anh có thể nói như vậy được chứ Bởi vì hành động của em nói lên tất cả Bởi vậy cho nên mẹ chỉ yêu cầu gặp anh thôi sau này em chắc chắn sẽ hối hận đó vì đã dẫn tâm bỏ rơi mẹ sẽ không có chuyện đó đâu vì em không bao giờ bỏ rơi mẹ hết mẹ mẹ muốn tự thú thiệt hả đúng vậy tại sao lại quyết định như vậy dù mẹ có thú nhận đi chăng nữa thì tội của mẹ cũng vậy thôi mà mẹ phải thực hiện kế hoạch khẩn cấp mà mẹ đã dự phòng hết rồi có kế hoạch gì nữa vậy mẹ cậu xem qua đi đây là hướng chúng tôi định biện hộ cái cái này là mẹ có bằng chứng có lợi cho mẹ rồi Mẹ của con là trên thê hoa mà. Mẹ không dễ dàng sụp đổ như vậy đâu. <laughs> Anh nói cái gì? Trời ơi, mọi người trên dưới công ty đang bàn tán. Không biết cô đối mặt với chủ tịch như thế nào sau khi bị bắt. Khi mà giúp đỡ vợ cũ không ấy trốn lên nước ngoài á. Tôi nghe một tin đồn khác. Tin đồn gì nữa? Họ đang đồn là chồng cô bây giờ không còn quyền lực gì nữa. Mẹ kế của anh ấy sẽ nắm quyền kiểm soát công ty Cho nên mọi người đang dự đoán là bà má Sẽ là tổng giám đốc mới của TSK Tôi nghe nói vậy á Ai lại dám tung những tin đồn sai trái như vậy chứ Đó chính là sự thật đó nghe hân Khi Sung Kim và Seda bị sa thải Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi hà <laughs> Nhưng mà chủ tịch rất yêu thương con trai của mình mà à, nhưng mà chuyện đó là trước khi sự thật được phơi bày, bây giờ mọi người đều biết anh ta không phải là con ruột của chủ tịch rồi kìa mà. Vậy thì ai sẽ là tổng giám đốc công ty đây hai người nghĩ sao chuyện rõ ràng quá rồi chính là bà un à Kỳ này mà chin tiêu đợi thiệt luôn rồi chết chắc anh ta bị đá rồi vậy là kết thúc luôn ha anh thật sự nghĩ vậy hả đương nhiên rồi lâu rồi không có gặp thư ký kim tôi nghĩ chúng ta có vài chuyện cần nói với à, nhau đó đi tôi nghe nói anh được thả rồi hình như là anh về phe tốt của junho hả anh à, 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 muốn gặp tôi nói nói chuyện gì chúng ta không có gì để, để để nói hết đâu đương nhiên là có rồi có vẻ như anh đã quên hết chuyện tham ô mà anh dính líu tới rồi hả anh quên hết rồi hay sao tôi 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 tôi, 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 tôi không nói gì với cảnh sát hết đó. nhưng ai biểu anh đe dọa hãm hại gia đình tôi làm gì chứ à tôi mà đi đe dọa anh à tôi chỉ có yêu cầu anh thôi nhưng mà đã có giả tin côn đồ tới nhà của tôi tôi nghe hết rồi Chuyện tham ô là sao chứ tôi, tôi, không có biết gì hết á! Có phải là mẹ chồng của tôi Có liên quan không Tôi không thể tưởng tượng được bà trên là chủ mù Thưa ký Kim Ăn nói cho đàng hoàng nha Vì, vậy, vậy, vậy 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 chứ Nhưng mọi người đều liên quan hết mà Thưa ký Kim Tôi không làm ở đây nữa đâu Tôi vừa nộp đơn xin nghỉ việc luôn rồi để tôi nói cho anh biết, ăn nói cho lễ phép đi chứ. Hả? Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn anh nhiều mà. <laughs> anh muốn làm phản hả? <laughs> Mẹ thấy có lỗi, Và thực kia kìm quá. Cậu ấy đã giúp con rất nhiều. Con cũng ước gì anh ấy có thể tiếp tục làm việc ở đây, bởi vì anh ấy thật sự xứng đáng. Nhưng mà họ sẽ không đồng ý đâu Vì phiên tòa của cậu ấy sắp diễn ra rồi Duyên Hồ Con thật sự Muốn quay trở lại Với hường xù như trước kia sao Con đã quyết định rồi mẹ Nhưng con biết Bây giờ con bé vẫn còn rất yêu đu chin mà con biết chứ nhưng con không thể đứng nhìn được nếu con cứ cứng đầu như vậy thì hân xu sẽ bị tổn thương mẹ mẹ xem cái này đi <laughs> Vô đồ à, cái này Tên Kim Sức Hun Đã lừa gạt con Sao Tại sao chứ Anh ta sợ con tự bỏ trả thù Và quay về với Hân Xu Nhưng nếu như con bị bệnh nan y Thì con sẽ không thể quay về với cô ấy được Nên mới phải làm vậy Sao cậu ấy làm như vậy được à... Nhưng mà dù sao mẹ cũng rất mừng Vì con không sao Anh Kim Sức Hun Anh vừa mới nói cái gì Anh đã nói dối về chuyện Duyên Hô bị bệnh Alzheimer là sao chứ Ờ à, Tôi đã tìm tới và mua chuột bác sĩ Người khám cho Li Wu Cái này anh đang ngoại tình với người phụ nữ này Tôi đã nhìn thấy hết rồi Tại sao lại làm chuyện này Một người tên là Liu Wuxin Có hẹn với anh vào ngày 13 Tôi muốn anh làm giả Kết quả xét nghiệm của anh ta à, anh, anh nói cái gì hết Tôi nghĩ là Kết quả ra bệnh AIDS Là được rồi Tôi cần Junho cho việc trả thù Tôi phải ngăn anh ta trở về cuộc sống cũ bằng mọi giá. Đúng là không thể nào tin được mà. Junho đã biết được chuyện này. Tôi nghĩ là mình cũng nên cho anh biết luôn. Như vậy mới công bằng chứ. Anh dùng thủ đoạn này lợi dụng anh ấy để trả thù cho mình sao? Anh có biết mình đã làm ra chuyện gì không hả? Là bởi vì sự ích kỷ của anh mà khiến cho bao nhiêu người bị tổn thương rồi đó tôi chỉ làm việc tôi nên làm thôi vậy thì bây giờ anh đã thấy vui rồi chứ mẹ con muốn quay về với gia đình trước đây của con anh nói vậy là sao anh muốn quay về sống cùng về là bởi vì lý do đó nên anh ấy mới nói như vậy khi làm mình đã không biết khi trả thù xong rồi chỉ có đau khổ hơn à chin yeah, à em mừng vì anh không sao em đã rất lo cho anh anh xin lỗi em nha anh sẽ không cầu xin em tha thứ cho anh đâu em cũng không tới cầu xin anh tha thứ cho mẹ của em đâu nếu em biết trước anh là con trai của chú kim chu Jong thì thì em chúng ta có thể đến với nhau không chú chin bây giờ không thể nữa rồi anh à vì em Vẫn mãi sẽ là con gái của mẹ em mà Rồi Bây giờ mọi người đã ở đây hết rồi Chúng ta sẽ bắt đầu Bà Thê Hoa Bà nói bà muốn thú nhận có phải không? Phải Tôi muốn nói cho cậu biết Tất cả sự thật trong chuyện này nhưng trước tiên tôi muốn cậu nghe cái này Đây là cái gì vậy? Đây là bằng chứng để chứng minh sự vô tội của tôi Trong vụ tai nạn tàu năm đó Cái gì? Tôi chỉ kêu anh Tìm cách ngăn cản Han Junho tới cảnh sát thôi mà Nhưng anh đã tự mình quyết định Vì cái ra tai nạn tàu đó Nếu tôi nói cảnh sát biết Và đã trả tiền cho tôi để loại bỏ những chứng trong vụ giết Kim Chun Dung thì chắc chắn bà không còn được thoát đâu và tiêu đời rồi. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Đây, cái này là cái gì vậy? Anh không nhớ sao? Anh đã đe dọa tôi đó. Nếu tôi nói cảnh sát biết bà trả tiền cho tôi để loại bỏ nhân chứng Hàm Dung Hù trong vụ giết Kim Chun Dung thì bà sẽ không còn được thoát và tiêu đời rồi. Suy nghĩ cho kỹ đi. Thanh tra hoang à, anh nghe thấy rồi chứ. Tôi chỉ ra lệnh, kêu anh ta ngăn Dung Hô tới chỗ cảnh sát mà thôi. Chứ tôi không kêu anh ta giết người diệt khẩu. Im bể đi, bà này. Sau khi gây ra tai nạn tàu, anh ta đã tới đe dọa tôi. Không tin cứ hỏi anh ta đi. À, im đi, tôi không để bà thoát khỏi đâu. Bà đi. <laughs> Thanh tra Kim. À, 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 à. Ra ngoài. Bà muốn tôi ở tù một mình hả? Ừ chết thêu hoa thả đùa ra thả đùa ra bà trên Thế hoa bà nghĩ mình đang làm gì đây không phải là thú tội mà là bà đang thay đổi lời khai bà định chối bỏ việc biết chuyện về tai nạn tàu sao định an toàn rút lui chứ gì đây là tôi thú tội thật mà tôi không bắt kim chun Dung nhận tội thay tôi trong vụ tai nạn đó là anh ta tự nguyện làm gì tôi thôi. Trong nhật ký của anh ta cũng nói rõ, tôi không hề bắt anh ta nhận tội trong chuyện này đúng không? Và tôi khẳng định, trong vụ cái chết của Kim Chung Jong năm đó, thì tôi hoàn toàn vô tội. Chỉ nhìn đoạn video mà cậu có, thì cậu không thể kết luận tôi có ý định giết người được đâu. Mà chết thế hóa! Vì tôi chưa bao giờ trả tiền cho anh Nam để gây ra tai nạn. Đoạn ghi âm này cậu cũng vừa nghe thấy rồi đó đúng không nè anh đã biết chuyện bà ta sẽ đâm sau lưng tôi đúng không vậy buông ra đi anh đã kêu tôi giữ im lặng không được nói cái gì hết mà sao lừa gạt tôi vậy hả tôi đã kêu là buông ra <laughs> chúng ta đã thỏa thuận rồi mà Tôi sẽ hứa với anh một chuyện. Một khi anh ra làm chứng chống lại bà Trương, thì mạng của anh sẽ ngắn lại mà. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Mình có thể thắng vụ kiện và được phán vô tội. Tới nước này mà cô còn ảo tưởng như vậy hay sao? Phim được chiếu thuyết minh tại chiêu hay chấm im Giang E Cô có thói quen bẩn thiểu thật đó Cô tới để hả hê cười vô mặt tôi chứ gì Cô nên ăn năn Về lỗi lầm của mình đi Tại sao Cô sợ tôi sẽ được phán vô tội đó hả không có chuyện đó đâu. Bởi vì Junho sẽ tiết lộ hết tất cả mọi chuyện mà cô đã làm. Anh Junho, cậu ta bị bệnh Alzheimer mà. <laughs> Bây giờ, cậu ta có thể nhớ được bao nhiêu chứ? Tôi sẽ tiếp tục kháng cáo. Nếu lỡ như tôi có thua phiên tòa lần này, thì đợi tới lúc đó cậu ta vẫn còn nhớ hay sao? mọi chuyện sẽ không như mong muốn của cô Junho không hề bị bệnh sao nó không bị bệnh alzheimer <laughs> sao cô nói dối mà không chớp mắt luôn vậy hả cô nhìn cho rõ đi Cô hãy đọc cho kỹ. Không thể nào. Anh kêu sức khôn đã nói cho tôi biết mọi chuyện rồi. Sự thật là anh không bị bệnh Alzheimer. Tôi thất vọng đó. Tôi muốn tự mình nói với anh. Là tôi sẽ lấy lại mọi thứ đã mất của tôi. Chuyện mà anh muốn nói, có phải là điều tôi đang nghĩ hay không? Đúng vậy. Tôi sẽ quay lại làm con trai của mẹ, là ba của Hansu và là chồng của Hansu. Tôi sẽ lấy lại những gì tôi đã mất. Anh thật sự muốn vậy sao? chiên bây giờ anh không còn quan trọng nữa rồi